Phần tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về cái hiệu ứng 3D ở trong Illustrator. Đây là cái điểm đặc biệt vì như chúng ta biết là Illustrator nó là một cái môi trường làm việc 2D. Tuy nhiên thì nó lại đang cung cấp cho chúng ta một cái cách để mà giả lập, để mà tạo ra những cái đối tượng 3D trong cái môi trường 2D này. Và nó cũng tương đối là tinh vi trong cái cách thể hiện cũng như là đa dạng trong cái nội dung mà chúng ta có thể làm. Thì để tạo ra một cái đối tượng 3D ở trong Illustrator thì chúng ta cần phải chọn một đối tượng trước đã. Đối tượng đó thì có thể là một cái chữ, có thể là một cái hình vẽ vector. Trước hết là chúng ta chọn tạo ra đối tượng mẫu đã. Sau khi mà chúng ta chọn đối tượng mẫu rồi thì chúng ta sẽ vào menu effect và chọn 3D. Ở trong này thì các bạn nhìn thấy là nó có hai cái thể loại chính, đó là Extrude and Bevel và một dạng nữa là Revolve. Extrude and Bevel thì các bạn thấy là nếu mà ai đã học qua Corel rồi thì sẽ thấy là có vẻ giống giống, nhưng mà cái phần này thì Illustrator nó cao thủ hơn hẳn một bậc, nó có nhiều thứ để mà nói hơn. Các bạn quan sát khi chúng ta nhấp lệnh thì bảng thoại bắt đầu mở ra. Extrude and Bevel option. Trong này chúng ta sẽ có một số thứ để mà lựa chọn như sau. Trước hết là nên bật preview lên để chúng ta xem là khi nó áp dụng hiệu ứng thì nó sẽ tạo ra cái gì. Về mặt góc độ thì chúng ta có mấy thứ như sau. Position. Sổ danh sách ra, các bạn sẽ có một loạt các cái góc nhìn. Đó. Front, back, left, right, top, bottom. Đây là góc nhìn đối với cái đối tượng ở trong không gian 3 chiều ảo. Thế còn mặc định bao giờ thì nó cũng để ở cái chế độ đầu tiên, đó là cái đánh dấu sẵn, đó là assist front, tức là nhìn nghiêng ở cái góc độ phía trên, phía trước, trên và trái so với đối tượng. Thế còn nếu mà các bạn chọn một cái chế độ khác thì nó sẽ có những hiển thị tương ứng. Trong cái mô hình này thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Mô hình này nó giúp chúng ta là quay cái đối tượng trong không gian 3 chiều ảo này bằng cách là đưa trỏ chuột vào đây, và các bạn có thể nhìn vào cái hướng mũi tên để mà các bạn thấy là chúng ta có thể xoay cái đối tượng như thế nào. Nó phân biệt ra một chút, đó là mặt xanh ở trong cái khối này chính là cái mặt chính của đối tượng đó. Các mặt khác thì sẽ có màu hơi khác nhau. Ví dụ mặt lưng thì nó là màu xám sẫm. Đấy, mặt hông, hai bên hông thì là màu xám trung bình. Thế còn cái mặt đỉnh hoặc là mặt đáy thì nó lại phân biệt bằng là cái màu xám trắng. Các bạn có thể xoay trực tiếp bằng cách là sử dụng cái mô hình 3D này, hoặc các bạn có thể làm sao đây ạ? Gia giảm bằng ba cái tham số ở ba trường này. Trục X, trục Y và trục Z. Thế còn phần quan trọng hơn, cái phần trên chỉ là góc nhìn thôi, đúng không? Góc nhìn. Thế còn phần dưới này là phần quan trọng hơn, đó là Extrude Bevel. Thì chúng ta sẽ có phần đầu tiên là Extrude Deep, là cái độ làm sâu ở phía trong bao nhiêu. Mặc định của chương trình là để sẵn là 50 point. Bất kể là bạn làm cái gì, bạn làm đối tượng to hay nhỏ, làm một cái hình vector hay là một cái chữ, thì nó cũng gán đầu tiên cứ là 50 point đã. Rồi sau các bạn cần bao nhiêu thì các bạn hoặc là gõ một tham số mới, hoặc là sổ danh sách này ra và kéo cái con trượt này cho tới khi nào mà đạt được cái hiệu quả mà chúng ta cần. Đấy. Sau khi làm xong, cảm thấy ưng rồi, các bạn có thể nhấp OK để chấp nhận cái này. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số thứ nữa. Ở đây cái phần này thì chúng ta có hai cái tùy chọn. Cái cap này thì mặc định ở đây đang để là turn cap on for solid appearance. Thì cái đối tượng mà làm phát sinh nó sẽ dựa trên cái màu mẫu của cái đối tượng gốc mà nó tô màu luôn cho cái phần mới phát sinh. Thế còn nếu mà chúng ta đánh dấu vào đây thì sao? Turn cap up thì chúng ta sẽ có một khối rỗng như thế này. Cái mặt chính mất đi nhưng màu của nó thì vẫn được đưa vào để tô cho cái phần mới phát sinh đó.
Các bạn có thể làm khối rộng hoặc là khối đặc bằng cách là tắt hay bật hai cái biểu tượng này. Một phần nữa đó là gì ạ? Bevel. Bevel thì nó tạo ra cái gì? Phần làm nổi cái bề mặt lên phía trên. Ở đây danh sách này hiện tại chúng ta đang để là 5, thì nó chỉ là cái khối được làm 3 chiều theo kiểu extrude chứ chưa có bevel. Còn nếu chúng ta sổ cái này ra và chúng ta chọn bevel thì các bạn sẽ thấy là có sự khác biệt nha. Đây, cái bề mặt chính phía trước và bề mặt hậu phía sau sẽ được làm vát dày lên như thế này. Các bạn có thể tùy chọn là vát bao nhiêu. Đây, tôi tăng cái tham số này lên để các bạn nhìn cho nó rõ. Cái này thì gọi là bevel đây. Đó, chúng ta có các danh sách khác nhau. Classic này, Complex 1 này, đó, Complex 2 này, 3 này, 4 này. Mỗi một kiểu như thế này thì nó lại biến đổi. Cái này các bạn thấy có vẻ giống như là cái phần mấy cái đố trang trí ở cửa gỗ đúng không ạ? Cửa ra vào. Và bằng cách là gia giảm các tham số để cho nó vát nhiều hay vát ít đấy, và thay đổi trong cái danh sách này thì các bạn sẽ có những cái khối hình rất là khác nhau khi mà chúng ta sử dụng cái các cái chế độ này. Mà không thích thì trả nó về 5 là xong. Phần Surface này thì nó cung cấp cho chúng ta các chế độ hiển thị như sau. Chúng ta có 4 loại. Một là wireframe. Ở chế độ wireframe thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường contour dây thép diễn tả về cái không gian của cái khối. Chúng ta sẽ không nhìn thấy màu, không nhìn thấy bề mặt mà chỉ nhìn thấy cái khung xương của nó thôi. Chế độ thứ hai, no shading. No shading thì trong trường hợp này các bạn sẽ chỉ thấy là cái khối và không được đặt trong không gian có ánh sáng. Do đó các bạn chỉ nhìn thấy cái hình tổng mà các bạn không phân biệt được rõ ràng chỗ nào là mặt trên, chỗ nào mặt hông, chỗ nào mặt trước. Trường hợp thứ ba, diffuse shading. Lúc này bắt đầu có tác động của ánh sáng vào, chiếu ít, chiếu nhiều, chiếu đằng trước, chiếu đằng sau, chỗ bắt ánh sáng nhiều, chỗ bắt ánh sáng ít. Do đó chúng ta bắt đầu quan sát được rõ ràng hơn là mặt nào với mặt nào. Mặt nào nhận nhiều ánh sáng, mặt nào nhận ít ánh sáng, mặt nào sẫm, mặt nào sáng. Thế còn cái trường hợp thứ tư là plastic shading. Thì trường hợp này thì nó là một cái dạng chất liệu mà nó sẽ tạo ra một cái sự phản quang mạnh hơn ở những chỗ bắt nhiều ánh sáng. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta làm cái khối hình vuông như thế này thì plastic shading hay là diffuse shading thì nó cũng như nhau, không có cái sự khác biệt ở trong này. Trừ khi chúng ta làm việc với cái khối cầu, cái khối trụ thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa chế độ thông thường và chế độ. Thế và như thế là chúng ta đã giới thiệu, đã biết cách để làm ra một cái khối như thế này. Đó, khối từ mặt phẳng hai chiều chúng ta chuyển sang thành mặt phẳng. À, thành cái không gian 3 chiều. Thế nhưng thế này đã hết chưa? Chưa hết, nó còn rất là nhiều thứ nữa. Ví dụ như là chúng ta còn có một cái chế độ gọi là chế độ perspective. Cái này tùy thuộc về view. Bình thường ra như thế này thì nó đã là một cái khối 3 chiều và đã có cái tính chất không gian, có cái tính chất vanishing, tức là điểm tụ ở đây. Đấy, tức là gần chúng ta thì to, xa chúng ta thì nhỏ, gần chúng ta thì sáng, xa chúng ta thì tối. Đấy, nó không phải là làm một cái cách gọi là hình chiếu song song một cách thông thường nữa rồi, mà có tính chất không gian, có điểm tụ, có chân trời rồi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gắn cái perspective này thì chúng ta sẽ nhận được kết quả nó cũng còn biến dị đi nữa. Ví dụ đây là perspective chúng ta đang để bằng không. Nếu mà tôi kéo cái con trượt này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình này nó sẽ có những cái biến dạng, nó tạo ra những góc nhìn nó cũng tương đối là khác biệt. Và bằng cách là thay đổi cái góc độ perspective này thì chúng ta cũng sẽ nhận được một cái hình dáng, cái khối này nó sẽ biến đổi mạnh hơn, có tính chất hút vào không gian phía xa
nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào cái tham số mà chúng ta ra giảm ở đây. Đấy mới là một phần. Phần thứ hai nữa là gì? Phần thứ hai nữa là map app. Map app này là một cái dạng cho phép chúng ta đưa một cái đối tượng mà gọi là symbol ở trong Illustrator, ép nó vào một bề mặt nào đó để làm một cái phương án trang trí hoặc là gia giảm mặt chất liệu trong một cái bề mặt của khối 3 chiều này. Bây giờ các bạn quan sát này, tôi nhấp vào map art, một hộp thoại sẽ được mở ra và nó sẽ cung cấp cho chúng ta một danh sách các cái đối tượng được đưa vào đây. Ở đây các bạn lưu ý nhé, trước tiên là danh sách này nó là danh sách symbol hiện tại do chưa có nào được chọn cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là năm ở đây. Tôi sổ danh sách này ra thì chúng ta sẽ có một số các symbol được cung cấp ở trong cái list này. Bằng cách chọn lấy một symbol nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái symbol này được đưa vào trong một bề mặt của cái khối và nó sẽ hiển thị luôn ra đây cho các bạn nhìn thấy. Ở đây thì các bạn cần lưu ý là phần kế tiếp này là phần surface này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đánh dấu từ 1 cho đến 6. Tại vì đây là một khối gì đây nhỉ? Khối lập phương đúng không ạ? Khối lập phương cho nên là chúng ta sẽ có 6 bề mặt và cái symbol này được ép vào cái mặt số mấy ở trong khối thì nó cũng hiển thị luôn cho chúng ta thấy rõ. Nếu mà để ý thêm một chút nữa thì các bạn nhìn thấy là cái mặt nào mà đang được chọn thì nó sẽ có một cái viền đỏ sáng nó hiện ra, nó bao lấy cái bề mặt đó. Ví dụ tôi chuyển sang mặt thứ hai này thì đây là mặt phía sau lưng đúng không ạ, cái viền đỏ này nó hiển thị ở mặt sau lưng. Mặt thứ ba này là hông bên phải này, mặt thứ tư này, mặt đáy này, mặt thứ năm này, mặt hông trái này, và mặt thứ sáu là gì đây, mặt đỉnh. Chúng ta bấm đến đâu thì chúng ta có thể quan sát được là nó đang chọn cái mặt nào ở trong cái khối. Và bằng cách là sổ danh sách này ra, các bạn chọn cho tôi một cái hoa văn nào đó, họa tiết nào đó, một cái kiểu symbol nào đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thứ đó sẽ được đặt vào trong cái bề mặt. Thông thường nó sẽ đặt ở vị trí tâm của cái bề mặt đó. Các bạn có thể di dịch bằng cách là bấm trực tiếp vào trong cái hoa văn họa tiết này và các bạn đưa nó tới cái góc, đưa tới cái vị trí mà các bạn muốn. Các bạn cũng có thể là bấm trực tiếp vào đây, co kéo, thay đổi kích thước. Các bạn cũng có một cái lệnh như sau, scale to fit. Khi các bạn bấm vào scale to fit thì nó sẽ tự động co duỗi làm sao cho cái symbol này nó căng ra, nó điền vừa vào cái mặt diện tích của cái bề mặt mà các bạn đang chọn. Nếu nhấn clear thì nó sẽ xóa bỏ cái symbol nó đi ra khỏi cái bề mặt đang được chọn. Còn nếu nhấn clear all thì các bạn đang ở bề mặt nào tôi không có biết, nó sẽ xóa hết tất cả các symbol vốn có, vốn gắn ở trong cái này đi. Ví dụ tôi nhấn clear all, xóa hết. Mặc dù tôi đang ở mặt 6 nhưng cái symbol ở mặt 1 cũng sẽ bị xóa đi. Đây, làm lại symbol ở mặt 1 này. Đấy, tôi có thể co kéo đây, đó, dịch vị trí này. Thế còn ở đây chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa. Ví dụ như là share artwork này, nếu tôi bấm vào đây thì nó tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái sự tương đồng giữa cái symbol được đưa vào với cái chất liệu bề mặt của đối tượng. Khi một khối mà đặt ở trong không gian, nó sẽ chịu tác động của ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ làm cho cái vùng này sáng hơn hay là tối đi, thì cái symbol này khi chúng ta đưa vào đây nó cũng sẽ chịu cái tác động là sáng hay tối giống như cái mặt khối đó. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta chọn cái invisible thì nó sẽ giấu cái bề mặt đi mà nó chỉ còn để lại cái symbol đang được dán vào cái bề mặt đó thôi. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho cái khối 3D này của Illustrator nó phức tạp hơn hẳn. Đấy, và nó sẽ có nhiều cái tùy chọn hơn hẳn so với lại cái kiểu 3D của Corel. Ở đây kết quả ok, khối hình đã có.
Thế bây giờ chúng ta dùng cái này để làm cái gì? Cái áp dụng mà đơn giản nhất mà nó phù hợp nhất có lẽ là chúng ta sẽ dùng nó trong trường hợp là minh họa về cái thiết kế bao bì. Một cái thiết kế bao bì thông thường, ví dụ như là bao bì dạng phổ thông nhé, thì chúng ta cũng sẽ là có một cái hình dạng là khối hộp đấy, cũng với 6 mặt, có thể là vuông, có thể là chữ nhật, có thể là cao, có thể là thấp. Thế nhưng mà nó thường thông thường là nó sẽ có 6 mặt và kèm thêm một số các tai nữa. Và khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải giải nó ra thành các mặt đó xếp liên tục với nhau. Đây tôi lấy ví dụ như sau. Đây ví dụ chúng ta làm một cái hộp đó. Một mặt này, hai mặt này, ba mặt này, bốn mặt chính này, sau đó có thể là sẽ có thêm một cái gì đây nữa nhỉ, một cái mép để dán này, sau đó lại có nắp ở phía trên này. Ví dụ như thế này, cái nắp này thì lại phải có thêm một cái mép nữa để gập, để găm vào này. Tương tự như thế thì bên này cũng sẽ có một cái phần nắp nữa này, xong nắp này cũng có cái gập này. Thế rồi các cái tai, những cái phần đó kia, ví dụ như thế. Thế bây giờ chúng ta có thể tạo ra các cái chữ nghĩa, nội dung, rồi đồ án trang trí, rồi logo màu mè đưa vào đây. Nhìn trên này thì đây là một cái phương án thiết kế đang được banh ra để cho chúng ta có thể quan sát được tất cả các mặt. Thế nhưng mà khi mà chúng ta muốn cho khách hàng quan sát được một cái gì đó giống như trong thực tế thì rõ ràng chúng ta phải dựng nó ra thành cái khối, nó giống như là một cái hộp đã in ra rồi, đã bế, đã gập, đã dán rồi. Thế thì về mặt nguyên tắc thì làm thế nào để cho khách hàng xem cho nó giống một cái sản phẩm, trong khi thực tế ra là chúng ta chưa có sản phẩm đó, đúng không? Chúng ta đang thiết kế mà, đã in ra đâu, đã dán hộp đâu mà có được một cái cho người ta xem cho nó giống thực tế. Thì đây chính là cái cách mà người ta sẽ dùng để người ta ứng dụng, người ta làm nó ra thành một cái hộp, người ta tạo ra một cái gì đó cho giống thực tế nhất cho người ta xem. Tôi lấy ví dụ như sau, chẳng hạn chúng ta làm một cái hộp như thế này nhé.
Bây giờ chúng ta thêm một vài chữ gì đó, thêm một vài hình gì đó. Ví dụ như này, đây là một lọ cái bia dự một lọ thuốc ho chẳng hạn. Đó. Một cái hình làm logo đi. Rồi thì dăm ba cái hoa lá cành gì đó. Ở đây ví dụ như này. Thế thì bây giờ cái này là cái mà thu đúng không? Hay là một cái phương án mà nó đang là ở dạng phẳng. Bây giờ chúng ta xem là khi chúng ta xử lý nó thì chúng ta xử lý như nào để cho nó ra được một cái sản phẩm trông giống như là trong thực tế. Ở đây chúng ta sẽ giải quyết như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo ra những cái symbol từ những cái mặt thiết kế này. Giờ các bạn quan sát này, tôi chọn một cái mặt nào đó. Nó rất là nên group lại để chúng ta chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái symbol. Đây. Symbol là cái gì? Symbol là cái này. Cửa sổ này. Bây giờ bằng cách là chọn một cái đối tượng nào đó, một cái diện bề mặt của cái hộp. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào trang giấy này. Đặt tên cho nó. Ví dụ tôi đặt đây là mặt 1 nha, M1 nha. Đó. Sau đó thì nhập OK. Vậy thì tôi sẽ có một cái mặt thiết kế này được đưa vào thành một symbol. Làm tiếp với mặt thứ hai. Đặt tên là M2 đi. Tiếp tục mặt thứ ba. M3. Đây là M4. Ví dụ thế. Bây giờ tôi được bốn mặt xung quanh rồi. Đó. Mặt này nếu mà thích thì có thể đặt thêm một vài cái chữ nghĩa gì đó vào đây. Ví dụ đây là logo à, vào đây ví dụ thế. Bây giờ tôi lấy nó cái mặt này là mặt nắp này mà nắp. OK, sau khi mà chúng ta có các symbol chúng ta làm cái gì? Bây giờ tôi mới đo từ cái hình gốc nhé, xem nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Đây 128 phải bao nhiêu đây. Bây giờ vẽ một cái hộp, chỉ cần vẽ một mặt thôi. Đây ví dụ thế này, màu gì không quan trọng lắm đâu, chọn nhé. Bây giờ chúng ta làm gì nữa nào, biến nó thành khối này, effect này, 3D này, distribute này và bao nhiêu chúng ta cho nó đúng bằng cái độ lớn của cái này. Review. Đây, đây là khối hình. Đến đây chúng ta làm gì nữa? Chúng ta chọn map out. Sau đó sổ danh sách ra. Bắt đầu ví dụ với mặt 1, chọn M1. Đó, chọn áp vào đây. Mặt 2.
là mặt sau, là nó tương đương với cái nào nhỉ? 1 này, 2 này, 3 nó tương đương với cái 4 đúng không? Mặt tiếp tục này, đây là mặt bên thứ hai này, sát thằng này đây. Tuy nhiên là các bạn lưu ý một chút cho tôi nhé, nó sẽ bị xoay ngang đấy. Tiếp tục này, đây là mặt đáy, tạm thời bỏ qua mặt đáy đi, mặt hông này sẽ là m mấy nhỉ, M3. Mặt đỉnh đó sẽ là cái M5 đấy, đại loại là như thế. Sau khi chúng ta nhấp OK thì đến lúc mà chúng ta cho khách hàng xem thì chúng ta có thể làm sao đây nhỉ, xoay này, xoay này, đấy, ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy rằng là bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ xoay trở để chúng ta có thể làm cho cái bản thiết kế này nó trong thực tế trông nó sẽ giống, có thể giống thật nhất. À, hình như có một mặt nào đó đang bị lộn rồi, để kiểm tra lại mặt xem nào. Cái mặt này, mặt này đang bị lộn rồi. Mặt một này rồi, mặt ba này, chiều này mình xoay lại. Đấy, như này mới đúng. Thế còn làm đúng, làm chuẩn thì những cái sóng này nó sẽ phải có cái sự đuổi và nó giao nó vào nhau. Nhưng đại loại như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái cách như thế này chúng ta có thể là cho khách hàng xem được cái sản phẩm nó gần giống với thật nhất, thay vì là làm sao đây ạ, trông nó chỉ là một cái mặt phẳng và dài ra này thôi, thì bây giờ tôi có thể cho người ta xem một cái sản phẩm giống như là đã được in ra, đã được đóng gói, đã được dán với các thứ thành ra một cái hộp nghiêm chỉnh rồi. Đấy, nếu mà muốn làm cho nó ấn tượng hơn nữa thì chúng ta có thể lại can thiệp, lại bấm vào đối tượng này. Sau đó thì chúng ta làm gì nữa? Vào appearance này, vào lại cái này, đánh dấu, chọn góc nhìn, đó. Thích xử lý nữa thì các bạn có thể cho nó ấn tượng hơn, các bạn có thể cho nó perspective đi. Đấy, thì nó sẽ có được những góc mà trông nó sẽ trông nó ấn tượng hơn một chút. Trông giống như là nhìn quay từ trên cao xuống, nhìn từ trên cao xuống. Chúng ta có thể xoay trở rất là nhiều mặt khác nhau. Đấy, kể cả nhìn từ đáy cũng được, với điều kiện là các bạn sẽ lấy nốt cả cái mặt đáy để các bạn ép vào. Đấy, thì muốn xoay trở nó như thế nào, muốn cho người ta xem góc độ như thế nào thì chúng ta có thể đặt một cái góc nhìn cho nó phù hợp. Đây, đây chính là cái hiệu ứng 3D.
Istio và Beaver đấy. Và cái ứng dụng mà rõ nhất của nó tức là giúp chúng ta có thể là xây dựng các cái mô hình, các cái khối, các cái hộp, các bao gói sản phẩm trông nó sẽ giống thực tế nhất, mặc dù cái sản phẩm này vẫn đang ở trong quá trình thiết kế thôi, mọi thứ nó đang trên giấy, mọi thứ nó đang ở trên máy tính, nhưng chúng ta cũng cho khách hàng xem được đây sản phẩm của anh khi in thiết kế xong, in ra đóng bao gói lên thì trông nó sẽ như thế này. Đấy.